ngon hoặc không ngon là tùy người. Ok, là ngon. Xin chào các bạn thông minh hôm nay với Khánh Nam. Hôm nay mình ăn thử là một dessert nha, là kem nha, không phải kem bình thường nha. Hôm nay ăn thử kem xôi dừa, như là kem và dừa nha. Hộp nha. Nhớ không? Đàn này không hết nha. Ở đây giờ chỉ là 6.99 đường cô dâm quầm nhất hả? Ăn thử nha. Yeah. Cắt kem, cắt dừa. Là kem xôi dừa và nước dừa. Wow, rất ngọt nha, tươi nè. Trong miệng nè, mắt lắm nè. Đây, cái này dễ thương nè. Dừa nè, kem nè. Cái này gọi là your side. Your side. Your side nè. Your side. サイだったら、あの、干からびさせたっていうやつなんだけど。じゃあ、You are サイ You are サイサイあ、やっぱ、You are サイダフンね。You are ソイ。ソイ。あ、グンコー。マップね。わお。Lần đầu tiên ăn kem và bắp nè. Ta dư đúng là cái này là kem vanilla nè. Cái này là kem dừa. Tại sao cơm có bắp nè? Ta dư nghĩ là nếu mà không có bắp thì ok. Ok. Ôi Wow, ngon nè. À, ngon hoặc không ngon là tùy người nhé. Ok, là ngon. Cái này chắc là tròn nữa. Phải tròn nữa. Không cần tròn nữa. Đây là nếu mà con và kem là không hợp nữa. Nhưng mà sự thật là hợp hả? Xôi và kem là hợp nhau hả? Bên Nhật Bản là chắc chắn không ăn nè. Wow, hấp dẫn nè. Xôi là vốn dĩ có vị ngọt nha, nem hợp nha, ngon nha, giống như là món Thái Lan nè, khâu mà mua nhau mua nhau nha, như là cố sức dừa và nếp hoặc là xôi nha,
và chúng có xoài á, là cơm ăn thì ngon nhé. Là cái này cơm như vậy nha. Và theo khá là đặc biệt là cái này vừa xài là rất ngon, có cinnamon á. Ow 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 ngon. Cái này bao nhiêu tiền? 25.000. Wow. Dạ. Kem xôi. Dạ. Nem nhé. Và giống như là nước nữa. Nhưng cái này cũng có đậu phụ. Và dừa sấy á. Nem. Vui nhé. Miệng của tôi rất rất vui nhé. Thấy không? Cảm thấy hạnh phúc nha. Rồi, ông được kiểm tra miệng của mình nha. Tôi đi chuyển được. Tại vì là miệng của tôi cảm thấy rất vui. Không cắm được nè. Mà là con mắt gì? Mày nè. これが一番うまいでしょ、デザートの中で。多分ね。それだったら、バイオン、コンコン。もう、たくまっにゃ。はい、さあ、ジョン、ゲームない、くんこは、まっにゃ。バイオンは、コンニャンラーな。ビドーな。あ、へんろいは。それなら、あんとはね。Và cũng có rất nhiều là đó. Trong mình là thoải mái á. Em sẽ là ở đây là mở cửa là từ 4:30 á. Em tôi vừa là cũng có ở miền Bắc hả? Tại vì là ít nghe về em tôi vừa nha. Nghe nói là đặc sản ở Sài Gòn mà không biết thật hay không. Nếu mọi người chưa ăn kem xôi dừa thì hãy ăn thử nha, rất rất ngon thật nha. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình này nha. Nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nha. Bye bye. Bắt đầu đi xuống nào.